Ngày hôm nay sẽ có hai đội rất là sang. Em không biết sao chứ đội A là chắc chắn là sang chảnh, à, rất là black and white, với anh giống như anh với em vậy đó. Đó, trắng đen vậy đó. Ai vậy? Kính thưa quý vị, xin giới thiệu đội A, đó là chị Phạm Quỳnh Anh, anh Hoàng Phúc và Dĩ Lệ. Xin mời. Anh thấy chưa? Thưa quý vị, đây được gọi là đội đẹp. Đội đẹp, quá đẹp mà đẹp với sang. Cao ráo, sang trọng, đẹp, dạ. Hát hay, nhảy giỏi. Thưa quý vị, đội đẹp của chúng ta hiện nay sau cái đợt vừa rồi thắng thì đã về ôn luyện. Dạ. Và đã họ đã tự trắc nghiệm với nhau hàng triệu câu hỏi. Vâng. Và bây giờ họ đã nắm trong tay rất là nhiều cái kiến thức. Thì ngày hôm nay đội mình là có một cái phương pháp nào để loại ra những câu hỏi mà mình biết là trả lời nó sẽ sai không? Anh nói vậy thôi, thật ra tụi em đến hôm nay với tâm thế là không chuẩn bị một cái gì cả. Vui là chính. Vâng, bởi vì em nhìn đối thủ em sợ quá. Toàn những người coi như là... cao to lực lưỡng hả? IQ 300 mấy rồi đó. Mà ít nhất là họ rất là nhanh nhạy. Thì cái đó tụi em có khi là trong đội của em nhiều người cao cao tuổi quá. Ví dụ như anh Phúc ấy, như anh Phúc ấy thì anh sẽ không thể bằng được. Đồng đội mình chưa gì chứ là... Kỳ quá anh về đây với chưa gì mà anh đâm đồng đội mình rồi. Sao kỳ vậy, mình phải đoàn kết để chiến thắng chứ. Đoàn kết lên nè. Yeah. Bắt tay ra. Yeah. Bắt tay ra. Ghi lê đâu? Mời bỏ người ta hả? Ghi lê vô nè, bắt lên nè. 1, 2, 3. Yeah. Rồi, mời vào vị trí A. Cặp thứ hai ai? Dạ. Phi hả? Kiều. Chị ơi, em không biết gì đâu. Em cũng không biết gì thôi. Đi vào ghi lê. Bây giờ hai bạn ai sẽ làm người thi trước? Có muốn ai thi trước không? Em hình như đợt trước thi trước rồi, cho em đợt này thi sau. À vậy hả? Còn Ghi Lê thì sao? Dạ em sao ạ anh chị? Lady first. Ok mời em. Ủa em? Món ăn hình tròn đựng trong hộp vuông nhưng thường ăn theo hình tam giác là món gì? Món ăn hình tròn đựng trong hộp vuông nhưng thường ăn theo hình tam giác, bánh trung thu. Không, chính xác. Ủa sao đúng vậy ạ? Cũng không có quy định nào bắt ăn bánh trung thu với các hình tam giác hết. Bánh pizza. À. Em ăn pizza ăn các caro ăn nè. Đội của ai? À, quên, đội của ai? Okay. Quý vị thân mến, gặp gỡ lại Ghi Lê. Cố lên Ghi ơi. Dạ. Trời ơi, dễ quá lắm, dễ Ghi ơi. Cái này là sở trường của Ghi á. Ghi hay lắm. 2 triệu. Hay lắm. 4, mình vượt qua 4 là đội mình thắng. Wow, 4 câu cũng nhiều mà mọi người ơi. Nhưng mà cô dễ chắc chắn là với Ghi ạ. Rồi đừng nói gì hết. Rồi mời Ghi lên nào. Ok, cảm ơn mọi người. Ghi Lệ đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Cái gì không có miệng không lưỡi mà có răng? Dạ lưỡi cưa. Không chính xác. Cây lược. À. Hoặc là con tem. Rồi. Dạ. Tiếp theo, cái gì không có răng, không miệng mà có lưỡi? Không có răng, không có miệng nhưng mà có lưỡi. Dạ cái nón. Cái nón. Có cái lưỡi gà. Cái nón. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo, làm sao để ngủ mà lưng không chạm giường? Ngủ. Dạ ngủ mà lưng không chạm vượt giường ạ. À. Dạ ngủ úp. Ngủ úp. Chính xác. À. Ê. Sao ngủ vừa khó khăn dữ vậy? Dạ em phải diễn tả em sợ kiểu nằm sấp á hả? Dạ miss nằm sấp. Nằm sấp. Rồi, tiếp theo. Làm sao đi mà chân không chạm đất? À hết câu hỏi rồi hả chị? Đúng rồi. Làm sao đi mà chân không chạm đất? Dạ, đi xe, đi máy bay, đi các phương tiện. Dạ. Chính xác. Hay quá. Câu em ơi. Hay á, vô nói là thông minh lắm. Câu nói, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc
bóng trái đất lên được dựa trên định luật vật lý nào? Ôi quen quá, trời, Newton ạ. Không chính xác. Định luật gì em quên mất rồi ạ? Đáp án là đòn bẩy. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Thủ đô của Singapore là gì? Thủ đô. Tập trung ghiêu. Thủ đô của Singapore là... Đáp án tên là không nhớ hả? Dạ, đáp án tên là không nhớ, đã mất thời gian. Rồi, không chính xác. Em vừa mới nói tự nhủ Singapore. Đáp án là Singapore. À. Câu hỏi tiếp tục. Con gì không có giống đực và giống cái? Em trả lời câu này tào lao quá không? Trả lời đi. Dạ, con dốc. Con dốc. Được. Đúng, chính xác. Đây đâu có tào lao đâu. Thông minh. Đúng rồi. Lắng nghe nè. Hình tròn, hình thoi, hình thang. Điểm chung của các hình này là gì? Dạ là chữ hình. Được. Chính xác. Đơn giản quá ha. Câu. Câu gì không ăn được? Câu gì? Câu á. Không ăn được. Dạ câu. Cần cần câu. Câu. Không chính xác. Câu câu á. Câu chứ phải là câu. C-A-U. Đúng rồi. Dạ, thôi em xuống đi. Cho em xuống. Cho em xuống nè. Cho em xuống thì tự giác không? Chơi mà tự giác vậy. Đáp án là câu. Câu có. Em cứ vội vàng sao nha. Vội vàng sao nha. Dạ lưỡi cưa. Nhưng tất cần câu. Không chính xác. Không chính xác. Em giỏi lắm rồi. Cố lên. Câu hỏi tiếp theo. Công nhân, công lý, công tâm, công bằng trong các từ trên từ nào không cùng nhóm? Công nhân. Công lý, công tâm, công bằng. Cái nào là không cùng nhóm? Dạ công nhân ạ. Chính xác. Thiết bị dùng để đo lượng mưa trên mặt đất được gọi là gì? À, cái gì kế nè? Không chính xác nhưng mà em nói gần đúng đó. Đáp án là vũ kế. Vũ kế ạ. Hãy thông báo cho em. Chỉ có hai câu thôi em ạ. Có nghĩa là câu hỏi rất khó. Em phải vượt qua hai câu. Không khó đâu, đừng tự hù mình thế. Ok, đầu tiên lên. Mời lên ghế. Một lần nữa chúng ta cùng 2 phút với Gil Lê. Con nào ít ai dám ăn, một kẻ lầm lỗi cả bầy chịu theo. Số 1 không có vị, chưa có vị trí nên không cần phải suy nghĩ. Bỏ qua này thôi. Này khó lắm, này khó lắm. Nói đại con gì đi. Dạ con ngựa. Con ngựa không chính xác. Một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ đấy mà. Đáp án là con sâu. Con sâu ít ai dám ăn lắm. Có nghĩa là con sâu làm rầu nồi canh. Em ăn này. Ừ, đó. Đồi nào không trồng cây được? Dạ đồi trọc. Không chính xác. Khổ á. Bên mình trả lời là đôi bại. Đôi bại. Hoặc là mình có thể gọi là đôi mồi. À đôi. À chơi chữ. Bệnh nào mang tên từ 3 bộ phận cơ thể trở lên? Bệnh nào? Dạ chân tay miệng. Chân tay miệng hoặc tay chân miệng cũng được. Lên. Lên luôn nha. Dừa nào nghe tên đã thấy nóng? Dừa nào nghe tên đã thấy nóng? Trái dừa mình đó. Dạ dừa lửa. Lên. Wow. Bằng rồi đó. Cá không ăn muối thì cá ương. Vậy cá ăn muối thì thế nào? Cá không ăn muối cá ương. Còn cá mà ăn muối thì không ương, không ương, không ương. Lên. Trời ơi, yeah, trong đầu em nghĩ tới con mắm, con khô con đó. Mật nào không ăn được? Mật nào không ăn được? Mật mã ạ. Lên. Giỏi quá, thông minh quá. Giỏi quá. Mật vụ, mật danh, mật lệnh, mật thư có liên quan đến công việc gì? Mật... Gián điệp ạ. Yeah! Hay quá. Chính xác. Hay quá. Giới hạn độ tuổi của cầu thủ bóng đá khi tham dự World Cup là bao nhiêu? Tham dự World Cup giới hạn à? Dạ không có. Lên. Wow. Tại em nhớ có mấy cầu thủ huyền thoại tuổi cũng cao lắm. Đúng rồi. World Cup cứ 5 năm tổ chức một lần thì 20 năm sẽ tổ chức được bao nhiêu lần? 5 năm tổ chức một lần, 20 năm tổ chức được. Cái này chắc không có mẹo gì đâu ha. Cái này có mẹo gì không ta? 4 ạ. Không chính xác.
Rất tiếc là World Cup là 4 năm tổ chức một lần, nhưng mà là 5 năm. Bạn đã bị chương trình gài vào bẫy. Wow, em không làm bóng đá làm sao? Đội tuyển nào hiện nay giành được nhiều cúp vàng thế giới nhất? Gia nào mà chơi bóng đá giỏi nhất? Em liệt kê ra đi. Dạ, Brazil rồi đi ai nữa? Dạ, Pháp. Chọn đi. Dạ, em chọn Brazil. Yeah. Con gì rất giỏi ăn vô, ngày ngày tháng tháng chẳng buồn nhả ra. Ăn không à, chứ không có nhả ra. Con heo đất hả anh? Wow. Wow. Hành gì không dùng để nấu ăn? Hết. Hành hả? Lên. Wow. Như vậy là Ghiêu Lê xuất sắc mang về 6 đáp án liên tiếp. Xin chúc mừng. Quý vị ơi, bên đây có 2 thôi, bên đây có 6, có nghĩa là người ta thắng mình rồi. Wow.